Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với channel của mình. Và bây giờ cả team mình sẽ đi làm một cái chòi các bạn, cái chòi để cả team mình cách ly ngoài đồng, rồi sinh tồn luôn ngoài đồng luôn các bạn. Cả này dịch bệnh quá. Rồi tụi mình sẽ trang bị đủ đồ nghề các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ tiến hành ra ngoài ngoài làm một cái chòi hơn các bạn. Cái chòi không là cái gì đó, bọn mình sẽ săn bắt ở ngoài luôn, đi đầu ếch, bắt rắn, bắt câu cá đồ các kiểu rồi đó, làm sinh tồn ngoài luôn các bạn. Sẵn dịp đó bọn mình sẽ tránh dịch luôn các bạn. Các bạn hãy theo dõi hết clip của mình hơn các bạn. Đây các bạn, cái trại mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Đây nè, đây là các anh em đã đem đồ ra đầy đủ, mình sẽ trốn dịch ngoài đây luôn các bạn. Và sinh tồn ngoài đây luôn, tự bắt cá ăn, tự bẫy chuột câu cá luôn nè các bạn. Thấy hai đứa này đang làm gì, bà mẹ bay ra câu cá không câu. Đây mình sẽ câu cá chăn lưới ở dưới đây, rồi tất cả mình sẽ làm dưới đây các bạn. Mình không mua cái gì bất cứ cái gì hết trơn á. Mình sinh tồn hết. Ở đây là cánh đồng nè các bạn, đây là bờ ao, bờ ruộng lúa, rồi tất cả rất là đẹp các bạn. Đây nhìn thấy bầu trời rất là đẹp các bạn. Đây bạn Thư đang câu cá nè các bạn. Đây trời ơi, nhẹo nhẹo luôn. Bây giờ mình sẽ đào cái lò hen các bạn, lò cái lò để nấu nướng ăn các bạn.
giờ mình đã hoàn thành xong cái lò hen các bạn. À. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đi săn bắt và sẽ kiếm cái gì nấu nướng trên cái lò này các bạn. Cái trại mình cũng vô công đoạn cuối cùng ha các bạn. Đây một cái cửa các bạn đang làm che cái vách này đó các bạn. Nhìn cái trại mình đây. Cái trại mình có thể là che nắng được ha các bạn, nhưng trời mưa thì hơi dở. Đây các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn coi cái trại của anh em mình làm hôm qua nay đó các bạn. Đây. Đây cái trại này các bạn. Rất là mát các bạn. Và bây giờ bọn mình sẽ bắt cơm lên trước hơn các bạn. Hello bạn, hôm nay mình sẽ nấu cơm. Khỏi giới thiệu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu cơm. Trước tiên phải cần có gạo. Giờ bạn Quân đang nấu cơm ăn các bạn. Chính cho em. Các bạn ơi, giờ thì mình nấu cơm các bạn chưa? Các bạn ơi, mới nấu thôi. Giờ nấu cơm xong rồi ba anh em tụi mình sẽ đi thăm lưới các bạn. À. Ba anh em tụi mình sẽ đi thăm lưới các bạn. Thăm lưới lên được cái gì thì mình nấu ăn cái đó các bạn. Chứ bây giờ dịch tới tới ghê quá các bạn ơi. Giờ là ra đồng anh em mình trốn dịch luôn các bạn ơi. Đồng mình bắt ngát bây giờ là cứ ở dưới sông rồi các bạn, ở dưới sông dưới kinh rồi, giờ nó có cái gì rồi anh em mình ăn cái đó các bạn. Có rau, rồi. Rau có cá ăn cá. Rồi bây giờ cơm chín mình sẽ quay cho các bạn xem ăn. Bây giờ bọn mình cả tay mình sẽ đi thăm lưới các bạn ơi. Đây là cái trại của mình nè các bạn. Mát mẻ dữ dằn lắm các bạn. Ngoài đê mà. Đây. Đây có ao cá đồ hầm rồi mình câu cá đây luôn các bạn. Bây giờ mình đi thăm lưới ăn các bạn. Đi lại ơi. Anh với em đi thăm lưới đi. Đây. Quân ơi, bây giờ bạn Lợi với bạn Quân sẽ thăm lưới ăn các bạn. Cuốn đi, cuốn từ đây, cuốn lại đi em. Coi tôi có gì không. Rồi, bây giờ mình sẽ gom lưới ăn các bạn. Có không có gì mà cuốn lại đi em, rồi lên trên gỡ. Không, cuốn đi, chô cá, thấy ham không các bạn. Mở vô cá quá nhiều các bạn ơi, này lên kho quẹt ăn các bạn. Này có chương trình mới rồi. Chào mọi người và bây giờ mình sẽ gỡ cá các bạn. Mình gỡ tiếp mấy anh em chung là mình kho luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lấy số cá này làm và kho ăn cơm ăn các bạn. Bây giờ mình với bạn Lợi sẽ đi dân tiếp. Coi được nhiêu đâu Quân, lại cho anh em coi cái gì Quân. Được nhiêu nữa các bạn ơi. Nhiều thấy ghê không.
nhìn thấy ghê luôn không? Bây giờ mình với bạn lại sẽ giờ mình sẽ đi làm cá buổi chiều các bạn. Mình với bạn lại sẽ đi dân cho buổi chiều. Rồi bây giờ hai mình sẽ đi dân tiếp các bạn ơi. Bây giờ hai anh em tôi sẽ đi dân mãi buổi chiều nha các bạn. Rồi cơm của cái tay mình cũng chín nha các bạn. Wow, nấu cho nó có cơm cháy ăn bạn cho nó ngon. Ok. Ok ha. Cơm dẻo ngon. Ô bạn Đạt nấu nồi cơm này rất ngon các bạn, rất thơm. Đây là nhiêu cái tay mình no đó các bạn. Bây giờ con ấp lại đây. Đạt ấp cái ấy lại đây. Ừ. Bây giờ mình nấu lửa ăn xíu đi cho có cơm cháy ha. Rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi đặt dập chuột ha các bạn. Còn 7 cái dập thì mình sẽ đi đặt luôn các bạn. Chưa cơm nước gì các bạn ơi, tới giờ này chưa ăn cơm nước rồi. Đặt dập chiều kiếm thêm ít con chuột làm cái gì ẩm thực gì các bạn. Ở quê mình mấy bạn, chuột cống nhum mấy bạn. Có nhiều đó mấy bạn. Công làng cũng có được cái công nhân. Rồi đặt giữa lùm ha các bạn. Đây là gò được ha các bạn, chứ không có nhà cửa ai hết trơn các bạn. Gò lũng rúa đồ ao cá rồi chứ không có nhà ai hết trơn các bạn. Bây giờ bọn Quân sẽ đặt cái dập thứ hai các bạn. Rồi giờ mình đi tiếp hơn các bạn. Đặt nhớ điểm lấy hơn trời để quên nữa trời. Nhớ quên. Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Các bạn. Rồi đặt chưa em? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi đặt cái nữa. Đây là bụi tre kìa, bụi tre im kìa Quân. Hôm qua tôi thấy là trong cái lùm này là chuột dữ lắm. Xạo hoài mày, châm xạo. Bây giờ mình sẽ về kho cá với tay mang cơm hơn các bạn. Quá đói bụng các bạn ơi, từ sáng chưa ăn gì hết trơn. Đây các bạn. Đây mọi người ơi, đây cá mình kho cũng gần chín các bạn, quá ngon. Bỏ ớt vô đặt, ớt lợ. Đặt ớt đâu, làm xong người ta cắt ớt rồi để vô. Nhìn quá ngon, đây nồi cơm của tay mình hả các bạn. Đây các bạn, nồi cá kho cũng chín rồi, bây giờ mình bưng cơm vô mình ăn hả các bạn. Rồi thôi, hai đứa nhỏ bưng cơm vô ăn đi, quá đói bụng rồi. Ở đây đây các bạn ơi, đây là nồi cơm đây các bạn, nồi cơm và những món ăn đậm bạc của tất cả team mình ha các bạn. Bỏ cái dầu chỗ khác thôi bằng Quân ơi. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn ăn cơm chung với mình luôn nha. Rồi thử đi Quân, mời các bạn luôn. Thử đọc các bạn ơi. Thử đọc Quân, lúc nào cũng thử đọc hết trơn. Trời ơi. Quân ơi các bạn ơi. Thôi. Bạn lỡ. Trời. Tự tôi tính tôi ăn gì không ngon luôn, chị với tôi sơ đúng không? Ồ, quá ngon các bạn ơi. Ủa bạn ơi. Làm cho nó lửa kìa đủ. Sao? Đúng ngon luôn. Rồi, ok. Vậy mời các bạn ăn cơm với tất cả team mình nha các bạn. Nồi cơm đạm bạc thiệt, các bạn thông cảm tại mình sống cách ly mà. Sống cách ly với mình sống nói chung là mình làm ấy luôn, thử thách luôn, 24 giờ ngoài đồng ruộng luôn các bạn. Tại của mình đây các bạn. Đẹp không các bạn? Rất là mát ha. Nhưng mà chắc cái kiểu này che nắng, che mưa không được các bạn. Đang ngoài đồng các bạn ăn cơm ngon lắm các bạn. Dân giả, nói chung rồi dân giả thiệt các bạn. Hai chén muối, một cá mới nãy mình bắt được đó các bạn. Và đây là cà, cà này mình mua ha. Ngon đạt. Ngon không? Thì video của anh em mình tới đây xin kết thúc nha mấy bạn. Các bạn thấy video của anh em mình hay á, hãy nhấn like, share
bạn nút subscribe ủng hộ kênh nha mấy bạn, để cho anh em mình có tinh thần động lực để mà tạo ra nhiều video hơn, mới hay hơn nha các bạn. Rồi giờ tem mình sẽ dọn hết cơm đi rồi sẽ nằm nghỉ hay các bạn, sẽ nằm nghỉ trên bồ giặt này luôn các bạn. Rồi anh em mình sẽ chiều sẽ có một ý tưởng khác, rồi anh em mình sẽ đi thăm lứ rồi các kiểu các bạn, rồi sẽ ra video khác cho các bạn xem nha. Các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ hơn các bạn, một đăng ký kênh nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau của KTM mình nha các bạn.